Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Trước khi đến với phần dự báo chi tiết, mời quý vị cùng đến với tin dự báo nắng nóng ở tỉnh Lai Châu. Hiện tại tỉnh Lai Châu có nắng nóng cục bộ tại Mường Tè, nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua là 35,4 độ, độ ẩm thấp nhất là 25%. Dự báo trong ngày hôm nay, mùng 6 tháng 4, tỉnh Lai Châu có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ tại các xã vùng thấp của các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ. Nhiệt độ cao nhất tại nơi vùng thấp phổ biến là từ 35 đến 37 độ, còn độ ẩm thấp nhất đợt phổ biến là từ 30 đến 45 độ. Cảnh báo đợt nắng nóng cục bộ tại tỉnh Lai Châu khả năng kết thúc vào ngày mùng 7 tháng 4. Từ ngày mùng 8 tháng 4 thì có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp độ 1. Xin được chuyển sang phần dự báo chi tiết. Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Mường Tè và một số xã vùng thấp thuộc huyện Sìn Hồ, Phong Thổ và Nậm Nhùn có nắng nóng, nhiệt độ phổ biến là từ 18 đến 35 độ. Vùng núi cao là từ 16 đến 26 độ C, độ ẩm là từ 40 đến 98%. Cảnh báo thời tiết nắng khô kéo dài trong những ngày tới, cần đề phòng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và cháy rừng. Xin được chuyển sang phần dự báo chi tiết các nơi trong tỉnh. Tại khu vực thành phố Lai Châu, nhiệt độ là từ 18 đến 30 độ, còn độ ẩm là từ 45 đến 98%. Ở Mường Tè thì nhiệt độ ở đây là 18 đến 35 độ và độ ẩm là từ 30 đến 98%. Sìn Hồ nhiệt độ là từ 16 đến 26 độ, độ ẩm ở đây là từ 40 đến 98%. Tại khu vực Than Uyên nhiệt độ dao động là từ 18 đến 33 độ, độ ẩm là từ 30 đến 98%. Tại khu vực Nậm Nhùn nhiệt độ ở đây là từ 18 đến 35 độ và độ ẩm ở đây là từ 30 đến 98%. Khu vực Tam Đường nhiệt độ là từ 18 đến 33 độ, độ ẩm từ 30 đến 98%. Tân Uyên nhiệt độ là từ 18 đến 33 độ, độ ẩm từ 30 đến 98%. Cuối cùng là tại huyện Phong Thổ nhiệt độ là từ 18 đến 35 độ, độ ẩm là từ 30 đến 98%. Vâng, thưa quý vị, đã bước vào mùa nắng nóng, tình trạng trẻ em đi tắm ở các ao hồ suối nhiều nên nguy cơ tai nạn đuối nước là rất cao. Gia đình và nhà trường cần để ý và khuyên bảo con em mình không đi tắm hay đùa nghịch ở sông suối. Đặc biệt, với một tỉnh miền núi như là Lai Châu có rất nhiều ao hồ, sông suối sâu và chảy xiết. Nếu có đi tắm hoặc bơi trong những ngày nóng nực, cần dưới sự giám sát của gia đình hoặc người lớn để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Vâng, trên đây là phần dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin dự báo thời tiết lần sau.